Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình chính là Panda Baka đây. Thì mình đã chơi server Hero MC được khoảng hơn 1 tuần rồi. Và mình phát hiện ra một điều rằng có một thứ có thể làm thay đổi cả bếp cua các bạn ạ. Các bạn biết đấy là gì không? Đấy chính là skin kiếm. Có một số người nói rằng skin kiếm có thể tăng đam cho mình. Cũng có một số người nói rằng skin kiếm không hề tăng thêm đam. Thì ngày hôm nay mình sẽ kiểm tra lại cái điều này nha các bạn. Thì trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại cho mình một like cũng như là ấn vào nút đăng ký kênh, đừng quên bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu video nào. Let's go. Ok, thì chúng ta đến với trận đầu tiên nào. Ok nha. Hôm nay thì mình sẽ chơi cùng với Jocker nha các bạn. Rồi, bây giờ ai bọc giường này? Thôi như cũ đi, Jocker bọc nha. Ok, Jocker bọc đi. Ơ, mình đang ở tím tím này. Ok, hợp lý rồi. Tím tím là màu của Jocker thích rồi. Ok, ôi, tím vàng qua kìa, nhanh thế. Trời ơi, chưa gì mà tím vàng đã gọi là focus rồi nha. Thấy YouTuber là focus đúng không? Không được. YouTuber này đã có Panda bảo vệ rồi, không được nhá. Ấy, bạn này có luôn skin kiếm này. À, làm sao? YouTuber Jocker VN đã có Panda bảo vệ rồi. Đập đỉnh đập nha. À, ôi. Team bạn hình như có hết skin kiếm hay sao ạ? Ôi, không bọc giường à? Bọc giường bằng len à? À, làm sao? Jocker cũng bồ rồ lắm nha, không phải dạng vừa đâu nên là đừng có mơ. Chết luôn này. Đấy, Jocker giết được rồi kìa. Hay. Ok, để anh mang fireball qua nhà nó cho. À, team bạn mới vào đã thấy gọi là attack rồi nha, gọi là tấn công rồi nha. Thế thì là phải nghiêm túc rồi. Sẵn tiện thì team bạn cũng có một người có skin kiếm các bạn ạ, thế là mình test luôn. Ôi, team vàng, à đây, team vàng gọi là, ôi, à, chọn fireball à, bạn có skin kiếm đây. Đấy, các bạn thấy không? Đánh một phát là hơi bị mất nhiều máu luôn. Ui, fireball, boom. Ui. Ok, Joker ơi, bây giờ là tiết kiệm đồ này. Đi qua một lần này, clear luôn nha. Ok. Ok, anh có nhiều đồ rồi. Anh sẽ mua cái kiếm gọi là sắt xong rồi. Ok. Có kiếm sắt rồi. Ôi cái gì đấy? Team bạn thì có một bạn có skin kiếm mà vừa nãy mình thấy thì đánh một hit thôi là nó đã mất đầm 3 team rồi. Hoặc trong khi mình nhớ rằng cái kiếm sắt thì mất chỉ có 1,5 team thôi. Thế thì ôi. À. Đâu đánh đi. Này thì combo nha, combo thì không đỡ được đâu. Ê, ê chú chết kìa. Chết nha. Ủa Jocker đâu rồi? Jocker. À. Tính ra em không đi ta ăn luôn hả? Rồi đồng đội gì các bạn à. Đồng đội nó vậy đó. Mình thì gọi là xong hai chiến trường nó nhà nó mua đồ. Trời ơi, tức thiệt chứ. Ủa cái kiếm tôi đâu luôn rồi? Ở đây. Ôi cái gì đây? Nghe thấy tiếng fireball. À, vàng à, đúng rồi Joker đánh nó đi. Joker cũng bồ đồ lắm nên là chắc chắn là giết được rồi. Đấy. Hay nha. Ôi bây giờ ra mid thôi Joker ạ. Rồi ra mid. Ấy, ấy, ôi xin té. Ôi ra mid này, mình thấy có một cái gọi là tim hồng ra mid rồi này. À, có khả năng là tim hồng sẽ có obsidian. Rồi, qua nhanh còn kịp này. Rồi, ở đâu? Hồng bị phá giường rồi. Có nghĩa là team hồng qua để lấy gọi là giáp kim cương. Ok. Thấy team hồng rồi nhá. Ê, team hồng không biết có ở nhà không nhỉ? Để mình qua check xem nào. Ôi, hình như là không có rồi. Thế là có nghĩa là team hồng nó không có ở nhà. Mình vừa thấy gọi là team xanh đã gọi là bị phá hủy bởi hồng này. À, thế là hồng đang ở bên xanh. À đây này. Thấy rồi nha, thấy hồng rồi nha. Rồi. Để mình qua gọi là clear luôn team hồng này. Vứt một vứt đồ ra ngoài đi. Cái gì đấy Jocker? Ôi. Ôi, Ender Pearl à? À, Ender Pearl nhưng mà bị kẹp block rồi. À đây được rồi này. Có skin cứu không? À có luôn này. Làm sao? Ui, đánh đâu chứ các bạn. Rồi, combo là chết ngay. Không bao giờ gọi là có vụ gọi là thắng được Panda rồi nha. À đúng rồi. Có nhiều bạn bảo mình là có xài auto click ấy, thì thật sự là mình không có xài nha các bạn. Các bạn có thể thấy bên góc trái cái thanh hotbar của mình là có một cái phần mềm đo gọi là CPS này. Đây, khi mà mình click bình thường này thì nó sẽ được khoảng gọi là 7-8 CPS. Nhưng mà khi cheater click ấy thì nó sẽ lên khoảng là 13-14 CPS nha. Đây là bằng chứng là chứng tỏ là mình là không có xài auto click nha. Ok. Rồi có 6 viên kim cương này. Nâng cái giáp, nâng 2 lần giáp luôn. Rồi có 3 viên emerald thì để vào dương đi. Hiện tại chưa xài đến, thế nên là cứ để vào dương. Ok. Bỏ đồ vào đây. Bây giờ thì còn gọi là tim lục. Ôi, Joker đánh. Ôi, Joker bro quá. Ôi, đánh chết 2 thằng đập giường luôn. Clear không? Clear không? Rồi, 1 thằng rồi. Joker cố lên. Ôi, Chi Chi yo. Rồi, trận đầu tiên nha các bạn. Thì trận đầu tiên đã có những gọi là những người có skin kiếm. Thì ok, chúng ta đến với trận tiếp theo nào, để xem là cái skin kiếm với cái không có skin kiếm cái nào mạnh hơn nhá. Ok, đến trận tiếp theo nào. Được rồi các bạn ơi, chúng ta đến với trận thứ hai nào. Rồi, vẫn là Jocker bọc bét nha. Ok chưa, Jocker bọc bét nha. Bây giờ thì mình mong trận này sẽ có những cái bạn gọi là không có skin kiếm để mình xem là cái đam của cái không có skin kiếm á, nó sẽ như thế nào nha các bạn. Chứ mình thấy là có skin kiếm là nó mất tận 3 team lận đấy. Nếu mà mình để ý mà không nhầm á thì nó mất tầm 3 team nha. Thì trong trận trước là đã là team tím rồi, là màu của Joker thích. Thế nên là đến trận này sẽ là màu của mình thích các bạn ạ. Chính là team màu hồng. Yay. Joker có thích màu hồng không? Màu hồng 5 tính mà đúng không Joker? Đấy các bạn thấy chưa? Mọi thằng con trai đều thích màu hồng như các bạn, vì màu hồng rất là nam tính, rất là phù hợp với con trai. À, bên team mình là sẽ có team gì đây? À, team Gray, chắc chắn là team Gray rồi. Hình như là vậy. À đâu không phải. Team gì á? Team trắng hay gì á? Ok, đèn bắt cho. Kỹ thiếu gồng nội thiếu che kìa. Quay mà. Trời ơi. À, nó chưa qua các bạn. Rồi, đặt lại. Đó. Ôi nó có fireball. À, té nha. Làm sao mà thoát được. Rồi, chiến thuật nâng kính để về gọi là lấp lại đúng không? Không có bụi đấy đâu nha. Đây rồi, đây rồi. Đánh đi, đúng rồi. Uầy. Đánh khá là đau các bạn ạ. Đánh hình như 2 team. Uầy. Ôi hình như là có skin kiếm là 2 team hay sao á? Không có là chỉ có. À đâu, có skin kiếm là 3 team, còn không có là có 2 team thôi. Vậy là skin kiếm nó tăng đam à? Ồ. Oh. Hình như là skin kiếm tăng đam rồi các bạn ạ. Rồi nha, thì ra là skin kiếm sẽ tăng đam. Thế thì không được rồi. Được rồi. Nhưng mà bên team bạn thì không có skin kiếm, thế là Panda Baka. Ôi, cái gì đây? À, cả hai bạn à? Chấp luôn. Đúng là chấp không được các bạn ạ. Mà không sao, mình vẫn có thể chiến thắng được. Với cái khả năng BB Pro của mình thì. À, làm sao? Té này. Té nha, một bạn này. Ôi, không được đập giường. Thôi cho mình lại kim cương đi bạn ơi, cho mình xin kim cương đi. Mình lấy kim cương. Ấy, chết rồi. Hình như là mình thấy một team bạn qua rồi. Ôi, team vàng các bạn ạ. À, team vàng à? Team vàng có vẻ là có rất là nhiều emerald đây, tại vì à làm sao? À làm sao? Làm sao? BB à? BBB à? À. Ôi, cái gì đây? À, team quái này dám đánh mình. Ok, may quá. May mà thanh niên đấy rớt từ trên trời xuống, cái này là mất hơi nhiều máu một tí, nhưng mà mình vẫn có thể đánh được. À, ôi chết rồi. Bạn vàng này đã cất emerald vào trong dương rồi. Làm gì đấy? Làm gì đấy? Ôi, cái gì đây? Wow, một bạn trên bên team vàng gọi là hỗ trợ nha. Chết rồi. Mà không sao. À đúng rồi, mình phải nâng gọi là kiếm với cả giáp lên. Ok. Mua ảo táo vàng này, mua fireball, block nữa. Ok. Vàng này, mua thêm một quả TNT đi, đấy cho nó chắc chắn. Tím vàng có vẻ là đánh khá là mạnh, nên là mình phải qua tiêu diệt tím vàng trước các bạn ạ. Rồi. À blue này, blue có vẻ là vẫn chưa mất giường. Nhưng mà không, mình phải gọi là tiêu diệt team vàng trước. À thôi, tiêu diệt team blue trước đi. Team blue chỉ có một bạn ở nhà thôi. Thế thì trời, mất giường rồi nha, blue nha. Mất giường rồi nha. Làm sao mà thoát được khỏi Panda. Ok. À có fireball à? Ôi có fireball à? Panda cũng có. Làm sao? Đấy té ngay. Trời ơi, tưởng Panda không có à, Panda cũng có fireball mà. Nhảy này. Panda còn có cả TNT nhá. Ôi. Ôi đặt TNT. Ôi, nổ đi. Nổ đi. Đúng rồi. Chết đấy. Chết này. Ok. À skin kiếm đây. Ôi, làm sao? Làm sao? Ôi, ôi, ôi cái gì đây? Cái gì đây? Oa. Ôi, combo. Ok, hồi chạy. Đặt quả TNT đây, xong rồi chặn đường lại này, không cho nhảy. Boom. Ui. Bị TNT nổ văng luôn các bạn ạ. Ok. Thì mình đã gọi là clear team blue nhá. Thì có vẻ như là bạn vừa nãy có skin kiếm nhưng mà bạn ấy BB hơi gọi là hơi noob một tí nên là vẫn không đánh lại mình. Ok, nâng thêm một cái giáp này là chúng ta sẽ có gọi là giáp protection 2 này. Mua thêm cúp đi, mình nghĩ là bạn vàng có gọi là obsidian rồi. Nâng cho nó gọi là phòng trừ trường hợp. Ui. Có thằng vào nhà á, nhưng anh không có ở nhà rồi. Ôi, rồi xong rồi, mất giường rồi các bạn ơi. Wow, sao chưa đập được giường vậy? Lâu vậy. Wow. Team vàng làm gì không đập giường à? Wow. Team vàng chết hết rồi mà. À, té rồi. À đây. Ê, bạn đỏ ơi. Chúng ta gọi là hợp tác nhá. Ê. Hợp tác thì không đánh nhau nha. Làm sao? À, nhảy kìa. Mình cũng nhảy. Ơ cái gì đây? Chết rồi. Bạn ấy ném fireball hay cái gì đấy, mình văng về nhà luôn rồi. Thôi không đánh nhau. À, đúng rồi, nhảy đi, đúng rồi. Thôi, đập này. Boom. Rồi ok, qua KS. Thì có obsidian rồi kìa, các bạn thấy không? Mình biết ngay mà. Team bạn có obsidian rồi. À, làm sao? Đánh hai người luôn này. Đánh luôn này. Ô kìa. Tôi không ổn rồi các bạn ơi, team bạn có obsidian rồi. Thế này hơi khó. Nhưng mà nếu mà Jocker với mình mà hợp tác thì nó sẽ là một câu chuyện gọi là khác đi. Ủa Jocker đâu rồi? À đây, Jocker đây, Jocker vẫn còn trong trận. Ok. Lại là kiểu như là cái gì đây? Jocker ơi, team vàng hình như vẫn chưa có cháp đâu, anh thấy là hình như vẫn chưa có cháp đâu. Qua thử xem nào. Em cứ qua mid em lấy emerald về đi. Rồi nó té ngu nữa rồi. Ok. Cũng vì một pha té ngu của nó mà mình có thể gọi là giữ được cái gọi là cái giường đấy. À team red này. Đừng có qua team Z đập nhá. Bây giờ thì mình đã có team Z với lại team mình gọi là qua tấn công vàng rồi. Ôi lại té kìa. À. Boom. Đấy ok, bây giờ mình sẽ gọi là ngồi chơi sơi nước thôi. Mình chờ team Red vào đập cái đánh cái xong mình gọi mình đập thôi. Này các bạn thấy không? Đánh đi Red, đánh đi. Rồi, đánh đi, đập cho. Thông minh. Ôi à làm sao? Ôi thôi từ từ bọc lại đã. Đó các bạn thấy chưa? Thông minh. Ôi cái gì đây? Không có vụ đấy đâu nha. À làm sao? Ôi đánh mẹ yếu máu trước. Ôi không được rồi. Trời ơi. Team bạn chơi chặt quá. Ấy, Jocker ơi có ốp chưa? Ok, có ốp rồi các bạn ơi. Thế thì thoải mái rồi. Mình thấy là có vẻ như là cái skin kiếm nó tăng đam. Nhưng mà đánh thì nếu mà không biết combo thì vẫn không thể nào thắng được những các bạn không có skin kiếm các bạn ạ. Thế nên là vẫn là trình độ nhá. Ôi, team Z có vẻ như là ok, em qua đi. Nó có vẻ như nó có đi. Đúng rồi, có skin kiếm này. Mày có skin kiếm à? Combo đấy. Đấy, ok chưa? Combo là chết ngay. Mà 2 đánh 1 thì chắc chắn nó chết rồi. Team Red thì gọi là không gọi là nâng obsidian mà gọi là sao nhỉ? Nó lại mua giáp kim cương ở đây là ok. À, team Z à? Z bên nào đi, mình qua nhà bạn đây. Hi hi. À, có ốp không? Không có ốp, à, có ốp này. Chết rồi, có ốp rồi các bạn ạ. Có mà chịu ơi. No, no, ấy ấy. Không được, không được, không đánh được. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi, làm sao? Làm sao? Làm sao? Đồ gỗ mà đòi đánh với đồ sắt à? Không được. Được không? Đập được không đấy? Ôi không được rồi. Ui, sập bẫy rồi các bạn ạ. Ôi trời ơi. Không sao, bây giờ là mình sẽ gọi là đứng trong này cam. À, ok. Ôi. Ui, chết rồi. Ôi, ôi, ôi không, no. À, đó này, mày đánh Joker à? Trời ơi, dám đánh Joker này, không được nha. Joker là của Panda nha. À đây rồi, có gọi là mua giác kim cương luôn. Nâng giác kim cương á, ok. Vậy chiếm mid đi, anh sẽ gọi là đứng chặn đầu cái thằng Red ở mid nha. Vì anh có giáp khá là mạnh rồi. Anh nghĩ là một mình anh vẫn có thể cân được hai bạn bên team Z nha. Mặc dù là team Z có skill kiếm nhưng mà có vẻ là team Z BB khá là gọi là không được hay. Khá là cùi. Đấy, thế nào, ok. Mình gọi là sẽ đứng cam ở nhà Red luôn. Mặc dù là có skin kiếm thôi nhưng mà ui. À, làm sao chạy về ngay, không đánh được. Ok, Joker về nâng giáp đi, anh sẽ câu giờ nha. Có táo vàng á, không được. Panda đứng đây làm sao? Joker về nâng đồ đi nha, anh vẫn ở bên này. Thôi, cho Panda xin cái đấy đi. Này té này. Mày không té kìa. À, Panda sẽ chặn đường như thế này. Té này, làm sao? Đứng ở đây này, không cho qua mid luôn, không cho đi đâu luôn. Thôi, cứ bắt cái nha, không cho đi đâu hết. Đây này, anh ở bên nhà Red này, qua đây. À, team đấy nó lấp nước rồi em ạ. Chết rồi. Qua đi. Cái gì đây? Té luôn. Em ơi đâu rồi? Đúng rồi, qua đi. Kìa kìa nó lấp nước lại kìa. Anh vào đánh nhá. Em ngồi đào nhá. Rồi, làm sao? Đứng ở trong này đi. Đúng rồi. Chết này, chết một bạn nha. Ôi, nó đi. Rồi, mất bét rồi. Chết này. À, làm sao? Sao tùm lum la vậy? Thôi, nhường Joker kia cuối á. Rồi, GG. Yay. Wee. Thì ok, video của tụi mình đến đây là kết thúc rồi. Thì có skin kiếm hay không có skin kiếm gì cũng phụ thuộc vào trình độ nha các bạn. Nên là các bạn đừng có gọi là thằng có skin kiếm thì mạnh hơn, người không có skin kiếm thì yếu hơn nha. Ok. Thì nếu các bạn thích video này đừng quên lại cho mình một like cũng như là một subscribe. Và nếu các bạn thấy hứng thú với thằng em của mình thì hãy qua channel của Jocker và subscribe cho kênh của Jocker nha. Ok. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Bye bye.